form này nó sẽ phù hợp với những anh chị có khuôn mặt tròn, mặt trái tim hoặc là mặt trái xoan. Đầu tiên là màu đen, màu xanh, navy, màu hồng. Cái phần tròng kính, gọng kính nó sẽ là màu hồng. Còn cái phần tròng bên trong á, là màu nâu và ombre.